đi một vòng hồ cho cô chú ngắm cảnh, sau đó đi phố cổ tí, con thả số hai cá, phố cà phê đấy, cà phê phố cổ trải nghiệm, quả nó ngon, quả nó rất là ngon. Cà phê phố cổ thuốc phải không? Vâng, vâng ạ. Có cần khăn ướt không? Hả? Dạ không, mát lắm rồi cô, quá mát rồi, quá sung sướng rồi. Đi một vòng hồ Hoàng Chim là hồ Gươm. Dạ. Xe cũ hơn vậy. Xe cũ là xe gì? Đi bằng xe với cô Tuyết đây. Xe cũ hơn trên này. Xe ăn là tin nhé. Thì nghe đấy không có ngon được thế này. À, quý xe kia nó bùng, nó rất bùng. Xe này ngoài trời. Hồ Hoàng Chim. Monsieur Denis, regarde, autotouille avec contre-jour. Chả thấy gì hết. Đi một vòng hồ Hoàng Kim. Ô là là, thấy cái chính giữa kia bằng cái gì quên rồi cô? Tháp rùa. Tháp rùa. Ô nãy mình vô trọng đó hả? Không. À. Này giữa hồ. À. Tháp hồ đấy. Mà tại sao gọi là tháp rùa vậy? Cái rùa nó ở trong đó hả? Nó dạo quanh hồ Gươm, cái bằng hồ Gươm phải không? Thế histoire lịch sử tao không biết mà. Hàng xanh hả? Hàng khay là bán mấy cái khay hả? Còn nghe kia là Tràng Tiền, nghe là Trường Tiền. Ồ, nghe nói cầu Tràng Tiền. Đúng rồi, nghe nói cầu Tràng Tiền. Cầu Tràng Tiền ở Huế. À, không phải hả? Học. Quán kem Tràng Tiền à. Ở bên cái bảng Thần Tài. Ngày xưa là bán cái đánh bạc. Đánh bạc hả? Đánh bài đấy. Trắng đón này kia, đón trắng nhất này. Ngày xưa bán trên phố, tài đây, trên tài. Giờ nó còn bán không? Bây giờ không ạ. Nào, chúng ta đi quen Hồ Gươm. Chữ của thầy. Hà Nội cũng nhiều xe ghê hả? Không nhiều bằng thành phố. Dạ. Nhưng mà ở đây cây nhiều. Ở Sài Gòn cây không có nhiều. Ở đây có hồ nhiều. Ở Sài Gòn thì có công viên không có hồ. Hà Nội 36 phố phường, nãy mình đi tới mấy phố rồi. Mình đi phố Khổ, phố Hàng Gai, phố gì nữa? Phố Hòm. Phải không? Phố Hòm ha, chứ còn có gì? Phố Trống, hàng bao trống, hàng bông, hàng gì nữa, hàng gai. Mà chưa đi đủ 36 hàng, có hàng ăn hàng nữa. Hàng đường. Hàng đường. Hàng muối. Có nữa hả? Hàng đồng, hàng nón. Hàng đường, hàng mắm, hàng muối, hàng đồng, hàng nối là hàng gì? Hàng nón. À, hàng nón. Hàng nón. Hàng nón. À, bán nón. Muối, chỗ ăn muối. Bên tay phải mình là cái tượng vua Lý Thái Tổ. Ồ. Rời đô ra đây năm 1910. Tượng Lý Lê Thái Tổ. Ồ, dạ. Thăng Long. Phố cổ. Bây giờ là mình đi tới chỗ mà Quốc Tử Giám. Em ơi, Hà Nội phố. Một mình em.
một mình ta chết là rơi vô cùng đến khung cửa. Giọt sương rơi hay giọt nước mắt buồn. Giờ hôm nay một mình em, một mình ta. Nãy mình vô chỗ này nè, chỗ này vô chỗ hồ 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 rùa mà nắng quá. Nãy vô chỗ này đây. Mà tham quan đấy, đây là cảm tử sống của Phú Quý Sinh ấy. Bom ba càng chương mình làm ra đấy. Ồ. Đây là phố hàng dầu. Ngày xưa là bán dầu. Bán dầu dầu ăn hay là dầu 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 thấp đấy. Dạ, dầu thấp rồi. Dầu dầu xăng à. Bán phố giày dép rồi. Đây là hàng dép. Xong đến phố hàng bè. Hàng dầu che các cái luồng hay là những cái chỉ có một đoạn đường ngắn thôi và xưa ta nối hòa nhau ấy thành các cái bè ấy à thùng toàn thùng nữa hả à thùng phi để lúa gạo rất là hàng bè là bán cái gì hàng bè là các cái che các cái tre các cái bè gỗ ấy ta đan vào nhau, ta chuyển dòng xuống về đây. Ta ô, nhiều ghê nè. Ô, đây nhiều ghê nè. Bây giờ bán một đòn lắm. Bên tay trái là chợ hàng bè. Đến hết chợ hàng bè thì đến hàng mắm. Chợ bán mắm. Chà, bây giờ còn mắm không? Chợ mắm, bên là hàng bạc. Bên trái hàng bạc. Dễ sợ hả? Hàng bạc ngày xưa là buôn bán bạc, tức là đến đây cục cao ví dụ mình có các cái thỏi bạc nhỏ ấy nên đổi thỏi bạc to để mình về tiết kiệm, còn mình có thỏi to ấy mình nên đổi các thỏi nhỏ để mình đi chi tiêu, mình chỉ trả cái phí. Bên tay trái là hàng bạc, bên đây là hàng bạc, hàng mắm, hàng muối. Đây là hàng bạc, buôn bán phố này là còn có tỷ bạc. Đây là mã mây. Cái đồ đang chia hỏi là rồi hàng đào là bán chế đào hả? Là hàng đào là bán quần áo nhuộm cái màu chưa à tưởng à đó là bán chế đào không không bán quần áo nhuộm màu đỏ màu đào màu đào không phải là bán đào mà bán quần áo nhuộm màu đào. Màu đào là màu gì? Màu hồng đó hả? Màu đỏ đỏ trong hàng bạc, cái hàng bạc nè. Bây giờ mình bán quần áo. Đây là hàng bạc. Hàng bạc đây. Qua khỏi hàng bạc là đi tới đâu? Ở đây tay ba lô nhiều ghê hả? Hàng hàng bạc hàng à, hàng bạc là bán bạc người ta chi tiêu bây giờ đang đánh xây đạp cho con cái như này là để thu nhận đóng cho nên là cho nạp phí nhỏ thôi mà nổi tiếng. Bạc là chuyên môn bán. Nhưng mà chỉ nhỏ nhỏ đây không cần nhất thiết phải có mảnh đá nhưng mà nó nổi tiếng lâu năm rồi. Lâu năm. Là họ trước họ sử dụng cái tác của gia công trường rồi. Hàng bạc quá tới hàng bạc là tới hàng. Đây là hàng bồ. Hàng bồ là bán cái gì? Bồ được muối. À. Ở đây có hàng bồ. Hàng bồ. Bán bồ được muối. Hàng bồ. Hàng ngang là bán cái gì quên rồi. Ta nói ngang tàn. Đúng rồi, em nói. Đúng rồi, nó ngang tàn. Nó bán lung tung. Nhiều mặt hàng. Ngang ngược đúng rồi. Đây hàng ngang đây. Đây có
Hàng đường là bán đường hả? Bà bán cả buồm. Bán các cái mà giới thiệu buồm nước để người ta các buồm là đi xong rồi. Ô mai cũng ở đây á, đúng rồi, chạy mua mai. Ô mai xấu, đúng rồi. Chị ra chạy ra mua mai hết á. Hà Nội ô mai là hàng nhất rồi. Ở đâu? Anh nói chạy ra mua ô mai. Ui. Ô mai. Ô mai xấu. Ô mai nãy em chuyển mua thủy. Dạ. Lát mua mai. Dạ rồi đi mê ô mai lắm cô. Em không biết ăn. Lát mua cho ô mai cho anh ha. Ồ, tao mua mai anh ơi. Hàng chiếu là bán chiếu hả? Ồ. Đồ vẽ. À, vàng mã, hàng vẽ rồi bán vàng mã. Trời ơi, có hồn đi sung sướng quá. Hôm nay mình đi, mình ngồi suy nghĩ ha. Chợ Đồng Xuân là chợ gì? À, chợ lớn nhất à. Hàng quay. Khoai lang. À, bắp khoai lang hả? À, khoai. Còn bốn chiếc mặt hàng giấy. Là bán giấy. Giấy gì? Giấy gì cũng vậy. Từ giấy học cho tới giấy toilet cũng vậy luôn hả? Đây là cái. À, khoai là bán khoai, sao thấy bóng bông không vậy? Bún riêu không đâu thấy khoai lang. Chả thấy khoai lang đâu hết. À, khoai thấy bán phở nè. Hàng lược. Ồ, ai mà chế đầu chết. À, lượt này chắc mấy ông đầu á. À. Phố này là các nhà sư không bao giờ đến đây. Cái này giống như cái gì chùa. Thú nhồi bông. Bây giờ cái phố này vẫn còn giữ được nguyên này. Chứ còn vài phố là giữ nguyên hàng mã. Là bán các đồ cho nói chung là hàng mã cho đốt cho người chết. Đốt cho người chết. Bây giờ các cụ giàu gì ạ? Toàn đốt khác xin nhắc. Thích đi. Khác. Hàng mã. Đây là hàng chiếu là mấy cái màn nè. Ồ, hàng chiếu thấy chiếu lung tung. Chiếu mà võng nữa. Đây các bạn chiếu đây. Ồ, cái này hay là. Đúng không? Vẫn còn giữ được đấy. Đúng. Vài thành phố giữ được nhiều cửa hàng. Còn phần da này các bạn đã chào.